Phương rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Ước Mơ Của Em. Các em ơi, cứ mỗi dịp xuân về Tết đến rộn ràng là chắc chắn là các em sẽ rất quen thuộc với hình ảnh múa lân, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì tại sao chị Mai Phương lại nhắc đến hình ảnh múa lân? Bởi vì cũng có liên quan đến một ước mơ rất dễ thương của người bạn nhỏ tên là Kim Anh, học sinh lớp 3 của trường tiểu học Xóm Chiếu. Trước khi mà chị Mai Phương đọc lá thư, bật mí lá thư này thì chị Mai Phương sẽ làm một nhiệm vụ quan trọng, đó là liên lạc với hiệp sĩ của chúng ta trước đã nào. Xin chào Mai Phương. Xin chào hiệp sĩ. Ước mơ lần này rất là đặc biệt đó. Người bạn nhỏ của chúng ta tên là Kim Anh, học sinh lớp 3 trường tiểu học Xóm Chiếu, mong muốn là được làm đầu lân và học múa lân. Một ước mơ rất là hay. Hiệp sĩ sẽ nhận nhiệm vụ này. Và tạm biệt Mai Phương nhé. Các bộ nhiệm vụ này sẽ tốn rất nhiều thời gian đây. Thôi, bây giờ hiệp sĩ sẽ đi đây. Cho hỏi có phải nhà của Kim Anh không? Ai là Kim Anh? Con là Kim Anh. À, chú là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước Mơ Của Em. Tại sao là con có ước mơ là con muốn làm một con lân, là một đầu lân để mà nhân dịp Tết này? Dạ thưa chú, tại vì Tết con thấy có những chú lân đầy màu sắc múa cho mấy các bạn trẻ vui. Làm một con lân thì mình sẽ sử dụng những vật liệu gì con biết không? Làm một gỗ. Bằng gỗ. À, làm bằng gỗ. Theo con thì vật liệu nào nữa nè? Chú là vải. Vải. Lứa tuổi của tụi con mà múa thì nó sẽ là một vật liệu khác nữa, con biết không? Thì chú bằng giấy. Bằng giấy đúng không? Thế thì tại sao năm nay con lại muốn tự tay mình làm đầu lân? Dạ chú, tại năm ngoái con chỉ nhờ mẹ mua hồi, năm nay con chỉ muốn làm một cái để cho con và em con. Em con đâu? Dạ đây. À, đó là em con. Dạ. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đi tìm giấy cứng, rồi hồ dán, dạ, màu. Con đi tìm giúp chú đi, rồi chú sẽ giúp con. Dạ. À, hồ dán đúng không? Chúng ta thiếu rất là nhiều ha. Thứ nhất là cái thùng cà tông này á, nó nhỏ quá. Cái thứ hai á là màu của mình thì không thể nào đủ để mà tô hết nguyên con lân. Chúng ta phải đi tìm cách nào đó để mà mình có thể mình làm tự tay làm con lân được. Nhưng mà trước khi đi thì chú nghĩ là mình, trước khi tìm cách đó thì chú nghĩ là chú phải xem hai con múa lân như thế này rồi chú xem đi. Tung 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 tung. Bố cho con đi với chú hiệp sĩ để hoàn thành đầu lưng. Phải nghe lời chú chưa? Dạ. Phải học hỏi để chú dạy. Dạ. Bé không phải mua mà là hai bé là đang muốn là nhờ anh hướng dẫn cho hai bé phương pháp làm cái đầu lân. Ở đây là tiệm hô là ở đây có một tiệm nữa nè. Chú ơi, chú có thể hướng dẫn con làm một cái đầu lân được không chú? Chú đâu biết làm đâu con. À, chú không biết làm. Cảm ơn chú. Theo con thì con có muốn đi làm nữa hay không? Con muốn có đi nữa hay không? Dạ muốn. Con có muốn đi nữa không nè? Không muốn đi nữa. Còn con sẽ đi với chú tiếp. Dạ. Bây giờ là mình đang ở ngay quận 11 rồi nè. Bây giờ chú giáo mình chỉ có cách là đi hỏi những người sống ở đây xem thử chỗ nào dạy múa lân và làm đầu lân. ước mơ của con là làm đầu lân và múa lân. Chú có thể giúp con làm đầu lân và múa lân được không chú? Con đam mê múa lân và làm đầu lân là được bao lâu rồi? Dạ ơi chú 3 năm rồi. Cái gì mà để thúc đẩy em đi đam mê cái nghệ thuật múa lân và làm đầu lân? Dạ ơi chú, tại vì Hồi lúc con 5 tuổi mẹ con mua đĩa về cho con coi, con thấy múa hay quá. Ước mơ của con lớn lên là làm múa lân. Làm đầu lân là mệt lắm nha con. Làm xong rồi mình phải xem như thế nào, rồi bắt đầu là mình phải nghiên cứu, rồi làm sao cho đẹp. Trước khi là mình cho mọi người chiêm ngưỡng là mình phải chiêm ngưỡng trước. Theo chú nghĩ là chắc con đam mê thôi, mà bây giờ chú chưa biết là con muốn được không, và nếu mà con thích đó thì chú vẫn dạy. Dạ. Mà dạy theo cái theo lứa tuổi, đi theo cái lứa tuổi với cái khiếu của con. Em cảm ơn chú. Mình muốn làm một cái đầu lân á như thế đi ha, là cháu phải con phải làm một cái này trước, một cái khuôn nhôm trước. Khuôn nhôm phía dưới để mình dựng ra những cái vòng tròn như thế này nè. Đó, lớn nhỏ. Con hình dung đây, đây là bắt đầu là một cái đầu lân mà chỉ là cái khung thôi nè, cái khung xương bên trong đó, con thấy không? Chứ ngày xưa không có ai chỉ chú cũng tự làm, từ 2 đến 3 năm đó chú mới làm được. Rồi bây giờ là chú chỉ cho con sơ á, là cái cách uống thôi, ha. Con phải biết là cái này là bằng cái gì. Cái này là mấy cọng mây á, mây này là mây 3 ly, 2 ly rưỡi 3 ly. 3 ly là trên cái nền thước này nè, thấy không? 3 gạch. Rồi chú làm một lần cho con coi, là một lát là con thực hành lại ha. Đó. Đây, ở đây là một cái vòng tròn, nếu mà con muốn nó tròn là con phải ôm ha. Con phải tròn lại. Đó. Làm nó thành một cái vòng tròn cuối rồi. Rồi bây giờ tới công đoạn dán. Hồ đó là phải ướt. Phải đủ hồ, không đủ hồ là nó không có dính. Đó. Kéo đều mà. Nếu mà mình dán xong rồi là mình phải đợi nó khô thôi. Dạ. Thông thường á thì người ta sẽ làm một cái giấy thuốc, hoặc là một cái giấy mà ngày xưa người ta thắt lồng đèn á, đúng ra là mình dán là một tấm lớn. Nếu mà mình để vô mình dán là nó sẽ bị nhăn hết, thành thử ra nó phải cất từ tấm nhỏ nó kết vô, bắt đầu lúc mà nó bị kéo khô rồi bắt đầu nó kéo cành rồi. Lưng thường là xuất hiện do vào những dịp mà Tết. Cái con lưng tại sao mà người ta lại đánh trống, kẽn? Ngày xưa dân làng không có gì hết, là tự nhiên là đã xuất hiện một cái con linh vật. Thì người ta không hiểu cái con này là con gì. Tới một năm đó người ta sẽ chú ý vào cái dịp ngày xuân, thì cái con linh vật này nó lại đi về đây lại. Dân làng bắt đầu người ta chuẩn bị những cái nồi, những cái thao, những cái đó, bắt đầu nó hò hét, nó đập cho mạnh lên, bắt đầu con linh vật này bắt đầu sợ, bắt đầu chạy. Dạ chú, tại sao có con lân và lại có ông địa? Chú cũng nghe lại thôi, cái này địa là cũng giống như là cái người dẫn chuyện vậy đó. Chẳng hạn như là bây giờ ông địa xuất hiện, ông địa phải kiếm một cái trái quýt hoặc là một cái cây linh chi, gọi là cây linh chi đi, bắt đầu để giữ con lân này, bắt đầu mới khiển được cái con lân này nhúng nhích được, đi theo ý mình, nó thành ra một cái cốt truyện. Người ta xem nhau ông địa với lưng. Bây giờ cái con lưng này nó rất là nhiều màu sắc đúng không? Thậm chí là nó đủ màu luôn, mình trang trí thì nhằm mục đích là để cho con lưng nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Wow. Rồi đây là cái đầu của con đồng này, con cầm thử xem. Chú, đầu lưng bao nhiêu ký? Một cái đầu lưng như thế là 3. Bản lưng chỉ có là một cái cú dựng giữ, một cái là chớp mắt, thêm một cái cơ bản là 6 cái hình vuông, thêm một cái cơ bản nữa là cái con lưng nó để nhìn như thế nào. Hãy ước mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu, làm sao ước mơ được chạm tay, làm sao được đi cho đến cuối hành trình, thực hiện ước mơ tuổi thơ. Còn nếu có ai giúp sức cho em ước mơ được bay cao mãi. Em luôn luôn tin vượt qua bao gian truân, cùng bay theo cánh diều mãi. Trên cánh ước mơ của em, để ngày mai tươi sáng cho đời. Kết ước mong ta cùng chung, cho nhau sức mạnh thêm, cho ta cùng vươn tới. Và quan trọng nhất là những hình ảnh múa lân vừa rồi cũng là một lời chúc của chương trình Ước Mơ Của Em gửi đến quý vị khán giả và các em. Xin kính chúc một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Còn bây giờ thì chị Mai Phương phải tạm biệt tất cả các em của chương trình Ước Mơ Của Em rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Cảm ơn chú vì đã tập cho con cách làm lân và tập cơ bản. À, chú có cái này chú tặng cho con ha. Cái này là một cái con lân. Wow. Là thiết kế bằng thạch cao đó. Con chúc chú sống long trong tuổi mình khỏe. Cũng nhân dịp là Tết, Hạnh Đường cũng xin chúc cho các bạn trên đài là phá đấu thành công, an khang thịnh vượng.